Xin chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Trong một trận đấu, người chơi có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để giành được mục đích tối thượng cuối cùng, đó là chiến thắng. Người chơi có thể đi theo hướng tấn công dồn dập ngay từ đầu, hay là sẽ chậm lại một chút để set up rồi bắt đầu tấn công, hoặc là lấy phòng thủ làm chủ đạo, vừa thủ vừa tấn công. Nhìn chung, muốn chiến thắng thì đa số là phải tấn công. Tuy nhiên, vẫn còn một phương thức chiến đấu nữa mà chẳng cần tấn công nhưng chiến thắng vẫn sẽ về tay bạn. Đó là đầu độc đối phương và cứ từ từ nhìn mục tiêu đau đớn mất dần khả năng chiến đấu. Và trong video này, mình sẽ mang đến cho các bạn 10 cái tên mà phần lớn trong số đó là những chuyên gia bậc nhất trong thể loại chiến đấu đầu độc này. Chào mừng các bạn đến với video Top 10 Pokemon hệ độc mạnh nhất ở thời điểm hiện tại theo nhận định của bọn mình. Bọn mình sẽ xét đến tất cả các thể loại Pokemon đang có trên thị trường, nhưng chỉ xét đến các Pokemon có hệ độc là hệ đầu tiên thôi. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Vị trí thứ 10, Garbodor. Garbodor là Pokemon của thế hệ thứ 5 và là hình dạng tiến hóa của Chubbish. Garbodor mang đơn hệ độc cùng tổng chỉ số căn bản là 474, khá bèo. Tuy nhiên, sự phân chia chỉ số của Pokemon này lại khiến nhiều người phải bất ngờ. Dù cho tất cả chỉ số đều dưới 100, nhưng các chỉ số phòng thủ của Garbodor đều là 82 cho Defense và Special Defense, đủ để giúp cho Garbodor tự bảo vệ mình trước hai hệ khắc tinh là hệ đất chuyên gây sát thương vật lý và tâm linh mạnh về sát thương đặc biệt, nên sức chống chịu của Pokemon này cũng được đánh giá là tốt. Garbodor chỉ cần khiến cho đối phương bị dính độc bằng Toxic xong thì cứ ung dung tìm cách nán lại trên sân càng lâu càng tốt để nhận lấy chiến thắng. Mà cụ thể nhất là Pokemon này có thể mang theo item Black Sludge. Black Sludge có thể xem là item tốt nhất cho Garbodor khi sẽ hồi phục 1/16 HP tổng cho Pokemon có hệ độc ở mỗi lượt. Thêm nữa là với chỉ số Attack cũng đạt tận 95 điểm, Garbodor hoàn toàn có thể sử dụng các chiêu thức tấn công có hiệu ứng phụ khiến mục tiêu bị dính độc như Gunshot hay Cross Poison để vừa có thể gây đam, vừa tiện thể đầu độc luôn mục tiêu. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Những bức tường khi gặp Garbodor cũng mệt mỏi đấy khi Attack đã ổn, cộng thêm Speed 75 cũng ok nốt, khiến cho Garbodor nếu cần có thể đóng luôn vai trò khắc tinh của các bức tường. Còn nếu chính bản thân Garbodor mà gặp phải khắc tinh thì với Ability Aftermath, Garbodor cũng sẵn sàng khiến cho đối phương bị tổn thương nghiêm trọng trước khi hy sinh. Nhìn vậy thôi, chiếc Pokemon này nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa. Qua đến Gen 8, đẳng cấp của Garbodor mới thực sự được nâng tầm khi được ban cho khả năng Gigantamax cùng với chiêu thức G-Max độc quyền G-Max Malodor, vừa có thể gây sát thương và sẽ khiến cho toàn bộ Pokemon trên sân đối phương sẽ bị dính độc. Vừa bắt đầu trận đấu mà bị dính một đòn này thì chắc đối thủ cay lắm. Có thể thấy, Garbodor có thể phục vụ tốt cho việc đi game khi có sức tấn công rất ổn, vừa có thể đóng nhiều vai trò trong PvP với nhiều chiêu thức có hiệu ứng vô cùng độc hại. Vị trí thứ 9, Toxicroak. Toxicroak là Pokemon thuộc Pokédex của thế hệ thứ 4 và là hình dạng tiến hóa của Groggunk. Groggunk và Toxicroak cũng là hai Pokemon duy nhất đang sở hữu song hệ độc và giác đấu tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây cũng không phải là một song hệ quá tốt, thậm chí là có điểm yếu chí mạng là hệ tâm linh. Nhưng cũng nhờ vào được mang hệ giác đấu mà khả năng tấn công của Toxicroak được xem là khá ổn, 106 cho Attack và 86 cho Special Attack. Ngoài ra, bộ tổng chỉ số căn bản 490 của Toxicroak còn có Speed 85, HP 83, còn các chỉ số phòng thủ đều bằng 65. Với bộ chỉ số như vậy, Toxicroak chắc chắn không thể sử dụng lối chơi căn bản của hệ độc là hạ độc rồi ngồi chờ đối thủ gục ngã được. Pokemon này bắt buộc phải tấn công. Riêng việc Toxicroak có thể học được hai chiêu thức hiệu ứng là Short Dance và Nasty Plot đã khẳng định rằng Pokemon này được xây dựng để trở thành một Sweeper thực thụ và thậm chí là con có thể vừa là Sweeper vật lý và cả Sweeper đặc biệt tùy vào người chơi. Toxicroak sở hữu 3 Ability là Anticipation, Dry Skin và Poison Touch. Trong đó, Poison Touch có vẻ là Ability đáng quan tâm nhất của Pokemon này khi có đến 30% khả năng sẽ khiến đối phương bị dính độc sau khi chạm vào người đối phương. Nhưng như đã nói, Toxicroak là một Sweeper nên việc được set up làm sao để có thể one hit KO đối thủ là việc cần phải làm nên chẳng cần thiết phải đầu độc đối phương làm gì cả.
Trong trường hợp này, Dry Skin có vẻ sẽ là ability hữu dụng hơn cho Toxicroak, khi sẽ giúp Toxicroak có thể đảm bảo đủ thể lực để càng quét cả đội hình của đối phương dưới thời tiết trời mưa. Life Orb đang là item được khuyến khích nên trang bị cho Toxicroak để tăng sức sát thương cho Pokemon này một cách tối đa nhất. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, khi có ability Dry Skin trong người thì Toxicroak nên né thời tiết trời nắng ra nếu không muốn trở thành một con ếch khô. Tuy nói là Toxicroak chỉ nên lo việc one hit KO mục tiêu, nhưng vì chỉ số phòng thủ của Pokemon này là không quá tốt, nên người chơi cũng có thể dành một slot chiêu thức cho các move tấn công và có hiệu ứng khiến đối phương bị dính độc như Gunshot để phòng trường hợp không còn đủ sức càn quét, hoặc gặp khắc tinh để có gì giúp ích được cho các đồng đội ra sau. Trong quá trình đi game, Toxicroak chắc chắn sẽ dễ dàng hoàn thành tốt vai trò của một tay gây sát thương chính cho team. Còn trong PvP, việc cần phải được setup mà lại có sức chống chịu không quá tốt khiến cho trainer của Toxicroak cũng phải tính toán cẩn thận đôi chút. Nhưng nhìn chung thì Pokemon này sẽ không khiến trainer của mình phải quá thất vọng đâu. Vị trí thứ 8, Slazo. Slazo là Pokemon thuộc thế hệ thứ 7 và là hình dạng tiến hóa của Salandit giống cái, nên tỷ lệ giới tính của Slazo là 100% phái yếu. Nó là phái yếu chứ Pokemon này không hề yếu một chút nào. Bộ chỉ số căn bản 480 của Slazo chứng kiến hai chỉ số cao vượt trội là Speed 117 và Special Attack 111, giúp cho Slazo tấn công nhanh, tiêu diệt gọn phần lớn các đối thủ, giúp cho người chơi nếu sở hữu Slazo sẽ đơn giản hóa cũng như là giảm thời gian trong việc hoàn thành game một cách đáng kể. Còn trong PvP, nếu cảm thấy không đủ lực để kết liễu đối phương, Slazo có thể sử dụng Nasty Plot để tăng sức mạnh cho mình. Tuy nhiên, nhà huấn luyện của Slazo cũng phải cẩn thận, vì ngoài chỉ số Special Attack và Speed Rare, các chỉ số còn lại của Slazo là khá kém khi chỉ dao động từ 60 đến 68. Cộng thêm đang mang song hệ độc và lửa khiến cho Pokemon này bị khắc chế rất nhiều, trong đó có hệ đất sẽ gây x4 sát thương cho Slazo. Nên nếu không cẩn thận, người bị one hit KO mới chính là Slazo. Nếu được setup thành công, Slazo chắc chắn sẽ là một Pokemon tiềm năng trở thành Squibber vô cùng tốt. Tuy nhiên, lại có một mặt khác mà Slazo lại được đánh giá cao hơn. Nhờ sở hữu sức mạnh của lửa, Slazo là một trong số ít các Pokemon hệ độc không phải quá sợ hãi khi gặp phải hệ thép, mà thậm chí có thể khắc chế ngược lại khắc tinh lớn nhất của hệ này. Thêm nữa là được ban cho ability độc quyền Corrosion, có thể giúp cho Slazo hạ độc bất kỳ đối thủ nào bất chấp hệ mà mục tiêu đang mang. Slazo có thể được người chơi sử dụng như một quân bài giấu trong tay áo, đến thời điểm thích hợp sẽ tung ra đầu độc hàng loạt, tạo lợi thế vô cùng lớn. Nhưng nhớ là hãy trang bị cho em ấy đua boost chống 7 nhé, khi mới tung ra mà đạt 7 là cũng có khả năng lên đường lắm đấy. Mới đầu, nhìn qua bộ chỉ số của Slazo, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ Pokemon này là một Pokemon khá đơn giản, cách chơi một màu, chỉ dựa vào tốc độ để tấn công là chính. Nhưng những nhận định đó hoàn toàn là sai lầm. Sử dụng Slazo hiệu quả cần rất nhiều kinh nghiệm từ nhà huấn luyện, và nếu phát huy được hết tố chất của em nó, Slazo xứng đáng là một trong những Pokemon hệ độc và cả hệ lửa đáng sử dụng nhất trong thế hệ thứ 7. Vị trí thứ 7, Weezing và Galarian Weezing. Weezing là Pokemon của thế hệ đầu tiên và là hình dạng tiến hóa của Koffing. Khi sang vùng đất Gala, Weezing đã có một hình dạng mới và được gọi là Galarian Weezing. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn không có Galarian Koffing đâu nhé. Từ việc chỉ mang đơn hệ độc ở vùng đất Kanto, Galarian Weezing đã chuyển sang mang song hệ cũng khá ổn là độc và tiên, dù em nó xấu như quỷ. Mình đùa thôi. Hai Weezing của hai vùng đất khác nhau có rất nhiều điểm giống nhau, giúp cho chúng chia sẻ chung vai trò trong đội hình của người chơi cũng như là cách chơi. Cả hai Weezing đều sở hữu tổng chỉ số căn bản là 490, với chỉ số cao nổi bật nhất là chỉ số Defense 120. Còn các chỉ số còn lại thì trải đều từ 60 đến 90. Khá là kém, nhưng nhờ vào khả năng phòng thủ vật lý cao, người chơi hoàn toàn có thể giao cho hai Pokemon này nhiệm vụ của một tanker vật lý. Hai hình dạng Weezing còn chia sẻ chung 2 trên 3 ability. Nếu là một Weezing sở hữu ability Levitate, thì em ở Kanto chỉ còn bị khắc chế bởi một hệ, còn hai là số hệ khắc chế được em ở Gala. Weezing sẽ là một thành viên có thể bay ra bay vào mà không cần để ý đến những cạm bẫy của đối thủ. Xóa bẫy với Default, rồi lại đặt bẫy với Toxic Spike là khả năng của Weezing của vùng Gala. Còn Weezing vùng Kanto thì không học được Default, nên chỉ có thể đặt bẫy với Toxic Spike thôi. Nhìn chung thì khi sở hữu ability Levitate, cả hai sẽ là một tanker kim chuyên gia gài bẫy vô cùng tốt.
cũng như là một đồng đội rất đáng tin cậy. Nhưng sẽ còn trở nên đáng tin cậy hơn nữa nếu là Weezin sở hữu Ability Neutralizing Gas, Ability mới của thế hệ thứ 8. Ability này sẽ khiến cho các Ability khác đang có mặt trên sân sẽ trở nên vô hiệu. Nếu như các Pokemon trên sân có Ability Levitate thì sẽ không còn miễn nhiễm với hệ đất nữa và đặc biệt là sẽ không thể tránh được các cạm bẫy trên sân. Người chơi có thể lợi dụng điều này để đặt nhiều bẫy trên phần sân của đối thủ mà không sợ bị né tránh. Hơn nữa là nếu đồng đội của Weezing là Pokemon có các Ability hải chủ như Truant, Slowstart hay Defeatus thì các đồng minh đó sẽ vô cùng cảm kích Weezing. Weezing sẽ giúp ngăn chặn các Ability hải chủ đó và các con quái vật sẽ chính thức được xuất hiện. Chỉ khá đáng tiếc là mãi đến thời điểm này, Slaking vẫn chưa thể lên được Gen 8 để có thể trải nghiệm được sự giúp sức của Neutralizing Gas. Còn với Ability cuối cùng trong bộ 3 Ability của Weezing, theo mình là không công dụng mấy, nên thôi, mình xin phép là không đề cập đến nhé. Có thể thấy, cả hai Weezing đều có thể đảm nhiệm tốt những vai trò thiên về hỗ trợ và hơi bị động hơn trong đội hình của người chơi, vì phần nào Ability và các chỉ số không cho phép Weezing có được sự chủ động hơn. Nhưng đây là sự bị động hoàn toàn hữu dụng và có ích cho cách triển khai lối chơi, giúp cho cả hai Weezing đều có thể trở thành ngôi sao sáng trong PvP. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự hạn chế của Weezing trong đi game thông thường. Đi game với Weezing có lẽ không phải là một sự lựa chọn tối ưu dành cho người chơi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí đồng hạng 5 của hai cái tên Galarian Slowbro và Galarian Slowking. Slowbro là Pokemon của thế hệ đầu tiên, còn Slowking là Pokemon của thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, cả hai đều được tiến hóa từ Slowpoke. Sang vùng đất Galar, Slowbro và Slowking đều được tìm thấy với hình dạng mới lạ hơn, nhưng khác với Galarian Weezing ở trên, thì Galarian Slowbro và Galarian Slowking được tiến hóa từ Galarian Slowpoke. Mấy bé Slow này chậm chạp vậy thôi chứ cũng biết bắt trend hình dạng mới nhanh dữ. Tuy là hai cá thể khác nhau, hai dòng tiến hóa khác nhau, nhưng vì vẫn là người một nhà nên Slowbro và Slowking của vùng Galar có khá nhiều những đặc điểm di truyền giống nhau, nhất là ở việc mang song hệ độc và tâm linh, một song hệ khá ổn. Tổng chỉ số căn bản đều là 490 và đặc biệt là vẫn giữ được cái họ Slow trong tên. Amazing. Còn sau đây, mình sẽ nói về từng cái tên cụ thể nhé. Slowking vùng Galar sở hữu hai chỉ số cao nhất trong bộ chỉ số là Special Attack và Special Defense, đều bằng 110. Theo sau là HP 95, Defense 80, Attack 65 và Speed 30. Galarian Slowking có thể sở hữu một trong ba ability là Curious Medicine, Old Temple và Regenerator. Có thể thấy, Pokemon này vừa sở hữu sức tấn công tốt, cộng thêm các chỉ số HP và phòng thủ cũng không quá tệ. Cùng với sự trợ giúp của Ability Regenerator, chúng ta hoàn toàn có thể xếp Slowking vùng Galar vào hàng ngũ các Pokemon công thủ toàn diện nhưng nghiêng về gây sát thương đặc biệt. Galarian Slowking mà được đặt trong Trick Room thì thật sự quá là khủng khiếp. Còn với Slowbro của vùng đất Galar, Attack và Special Attack của Pokemon này là hai chỉ số cao nhất khi đều tròn 100. Thêm nữa là HP và Defense cũng đều bằng 95, Special Defense 70. Và vì là thành viên nhà họ Slow, nên Speed của Pokemon này cũng là 30. Nhưng nhờ vậy mà khi được đặt vào Trick Room, một suất đánh trước, phần trăm cao sẽ luôn thuộc về Slowbro. Và với sức tấn công cao như vậy, càng quét là việc Slowbro chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. Và cũng nhờ vào chỉ số HP ổn, các chỉ số phòng thủ cũng khá ok, và cũng thêm cả Ability Regenerator, nên sức chống chịu của Slowbro vùng đất Galar là rất ổn áp. Công thủ toàn diện cũng có thể được dùng cho Galarian Slowbro. Nhưng công theo đường nào bây giờ? Có lẽ nghiêng về tấn công đặc biệt sẽ là hướng đi tốt hơn cho Pokemon này vì có mang trong mình hệ tâm linh và có thể học được Nasty Plot lẫn Calm Mind, nên có vẻ như con đường theo hướng gây sát thương đặc biệt đã được chọn sẵn cho Slowbro của vùng Galar. Slowbro và Slowking của vùng Galar thật sự là quá giống nhau, đều có sức chống chịu tốt gần như ngang nhau, đều có ability tốt nhất là Regenerator, đều được xây dựng theo hướng tấn công đặc biệt, nên dường như vai trò, cách chơi và sự ảnh hưởng lên đội hình của hai Pokemon này có sự tương đương nhất định. Vào trận thì cả hai có thể khởi đầu bằng việc setup chỉ số hoặc có thể setup hẳn luôn Trick Room cũng được. Sau đó thì cứ thế mà càng quét. Thấy sức khỏe không còn đảm bảo thì quay về hồi chút sinh lực nhờ Regenerator rồi lại lao ra chiến đấu tiếp. Hai Pokemon này còn chia sẻ điểm giống nhau khá thú vị là đều có Ability và chiêu thức độc quyền riêng nhưng đều không được đánh giá cao và trọng dụng. Ability độc quyền của Slowbro là Quick Draw, còn Curious Medicine là hàng độc quyền của riêng Slowking.
cả hai có vẻ sẽ có ích trong vài trường hợp đấy, nhưng nhìn chung là đều không được đánh giá cao bằng Regenerator. Còn chiêu thức độc quyền của Slowbro vùng Gala là Cellside Arm cũng chẳng thể so sánh bằng Slug Bomb. Eerie Spell, độc quyền của Slowking vùng Gala thì có hiệu ứng khá thú vị đấy, nhưng dùng Psychic có vẻ là tốt hơn nhiều. Những điểm giống nhau đến mắc cười đó đã khiến bọn mình phải xếp hai Pokemon này vào một vị trí đồng hạng. Tuy nhiên, mình sẽ cho Slowbro xếp cao hơn Slowking một chút, vì theo mình, Slowbro có thể mang theo item Assault Vest để cải thiện chỉ số Special Defense của Pokemon, giúp cho khả năng chống chịu của Slowbro vùng Gala trở nên hoàn thiện về mọi mặt. Vì vậy, Galarian Slowking vị trí thứ 6 và Galarian Slowbro vị trí thứ 5. Vị trí thứ 4, Trapion. Trapion là Pokemon thuộc thế hệ thứ 4 và là hình dạng tiến hóa của Scorupti. Nếu bạn là một người yêu mến thế giới Pokemon mà lại không biết sức mạnh đáng sợ của Trapion thì thật sự đó là một thiếu sót. Đầu tiên thì sức mạnh của Trapion đến từ việc được mang song hệ cực tốt là độc và bóng tối, giúp cho Trapion chỉ bị khắc chế duy nhất bởi hệ đất, còn mọi điểm yếu khác của hai đơn hệ đều đã bị triệt tiêu, đặc biệt là với hệ tâm linh sẽ không gây một chút sát thương nào cho Trapion. Nếu chỉ bị khắc chế bởi một hệ mà đem ra làm tanker thì tốt quá, và với chỉ số defense là 110 thì Trapion đã có thể đáp ứng được mong muốn của chúng ta. Vì nếu thủ châu rồi mà còn có thêm tốc độ ok nữa sẽ còn tuyệt hơn. Speed 95 giúp Trapion sẵn sàng đua tốc với mọi đối thủ. Thủ châu, tốc độ chấp nhận được, vì sao không thêm luôn tấn công mạnh luôn đi? Thích thì chiều, Trapion set. Sức tấn công vật lý của Pokemon này đạt 90 điểm, cộng thêm có thể học được Short Dance nên gây đam to xem chừng cũng là việc khá đơn giản cho Trapion. Nếu đối thủ của Trapion là một bức tường vững chắc, Pokemon này có thể hạ độc đối thủ rồi cứ từ từ vừa đánh vừa chờ đối thủ rời sân. Còn nếu gặp phải một đối thủ thiên về gây đam vật lý, Trapion cũng có thể tự tin mua một đường kiếm nhờ sức phòng thủ cao cùng Ability Battle Armor, rồi sau đó bắt đầu càn quét. Một Pokemon thật sự là quá đa năng và đa dạng cách chơi, mà cách chơi nào cũng sẽ khiến cho đối thủ phải khổ sở. Cũng may mắn là Trapion có chỉ số HP và các chỉ số đặc biệt không quá tốt. Thêm nữa là dù Battle Armor cũng giúp ít phần nào, nhưng nhìn chung thì bộ ba Ability của Trapion không phải là những Ability quá hữu dụng trong chiến đấu. Nếu không có những sự cân bằng đó thì không biết phải giải quyết con quái vật này như thế nào nữa. Vị trí thứ 3, Toxapex. Toxapex là Pokemon của thế hệ thứ 7 và là hình dạng tiến hóa của Marini. Toxapex sở hữu song hệ độc và nước, dù cho vẫn bị ba hệ khắc chế nhưng nhà huấn luyện của Toxapex cứ yên tâm. Pokemon này không có gì khác ngoài khả năng phòng thủ tuyệt vời. Tổng chỉ số căn bản của Toxapex chỉ là 495, nhưng lại dồn hết tất cả vào hai chỉ số phòng thủ, 152 cho Defense và 142 cho Special Defense. Khó có Pokemon nào có thể kết liễu được Toxapex chỉ sau một lượt tấn công. Thậm chí, các đối phương cũng nên cẩn thận khi tấn công Pokemon này, vì hậu quả để lại cho kẻ tấn công đôi khi sẽ vô cùng lớn. Toxapex sở hữu chiêu thức hiệu ứng độc quyền là Baneful Bunker với độ ưu tiên là cộng 4, đảm bảo cho chiêu thức này phần lớn sẽ được khai triển đầu tiên. Sau khi được sử dụng, Baneful Bunker sẽ bảo vệ Toxapex khỏi mọi ảnh hưởng từ đối phương, kể cả có là ảnh hưởng từ chiêu thức hiệu ứng hay là tấn công. Không chỉ vậy, nếu đối phương chạm vào người Toxapex trong lượt mà Baneful Bunker đang hoạt động, thì đối phương sẽ bị dính độc. Vì vậy, một khi đã dùng Baneful Bunker, Toxapex là một tòa thành bất khả xâm phạm, ai đụng vô thì sẽ chuốc lấy hậu quả đau đớn. Nếu khiến cho đối phương bị dính độc, sẽ là một lợi thế vô cùng lớn cho Toxapex đang sở hữu Ability độc quyền Merciless. Mọi đòn đánh của Toxapex sẽ trở thành những cú đánh chí mạng, nhanh chóng tiện đối thủ lên bảng điểm số. Nhưng thôi, Toxapex nên chú tâm vào việc phòng thủ hơn, vì các chỉ số tấn công của Pokemon này là khá tệ hại. Toxapex nên chú trọng khả năng phòng thủ hơn, sở hữu Ability Regenerator cùng chiêu thức Recover. Hạ độc được đối thủ rồi thì cứ cố gắng trụ lại trên sân lâu nhất có thể để tận hưởng nỗi đau đang dần dần hạ gục mục tiêu. Một cách chơi vô cùng đơn giản, quen thuộc và thể hiện rõ bản chất của các Pokemon hệ độc, nhưng lại được trở nên hoàn hảo đến mức đáng sợ bởi Toxapex. Nên chẳng quá bất ngờ nếu như có ai đó cho rằng Toxapex là Pokemon thường thuần hệ độc đáng quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Vị trí thứ 2, Neganadel. Neganadel
là một Ultra Beast thuộc Pokédex của thế hệ thứ 7 với mã hiệu là UB Stinger. Nidalee là hình dạng tiến hóa của Poipole và đây cũng là Ultra Beast duy nhất có khả năng tiến hóa, nhưng cũng là thành viên có tổng chỉ số căn bản thấp nhất khi chỉ là 540. Nidalee sở hữu hai chỉ số cao vượt trội là Special Attack 127 và Speed 121, còn các chỉ số còn lại chỉ đều bằng 73. Nhưng như vậy cũng đủ để Nidalee có thể khiến nhiều đối thủ phải bỏ chạy rồi. Sức mạnh của Nidalee còn được tăng thêm nhờ vào ability độc quyền của các Ultra Beast là Beast Boost, giúp cho sức tấn công đặc biệt của Nidalee được tăng thêm mỗi khi tiêu diệt được một mục tiêu. Tuy nhiên, nếu bị vượt mặt trong các cuộc đua tốc độ, thì Nidalee sẽ ngay lập tức bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Vì vậy, có lẽ trainer nên trang bị cho Nidalee item Choice Card để đảm bảo quái thú này luôn là cái tên nhanh hơn. Nidalee thực sự là một cái tên rất đơn giản và dễ dàng sử dụng, nhưng sự hiệu quả mà Ultra Beast này mang lại là vô cùng đáng giá, tăng sức mạnh của đội hình lên một cách đáng kể và đủ khả năng mang lại từ nhiều đến rất nhiều chiến thắng cho người chơi. Chính vì vậy, nên bất kỳ trainer nào cũng muốn sở hữu cho mình một em Nidalee, một cái tên luôn hot hòn hòn trên thị trường trao đổi Pokemon. Và Pokemon hệ độc mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, chắc nhiều bạn cũng đã biết ngay từ đầu rồi nhỉ? Đó chính là kẻ phá vỡ giới hạn, Eternatus. Eternatus là Pokemon huyền thoại được giới thiệu ở thế hệ thứ 8. Eternatus sở hữu song hệ độc và rồng, cùng tổng chỉ số căn bản là 690. Nếu chỉ tính riêng hình dạng thật sự của các Pokemon, thì tổng chỉ số này của Eternatus hiện tại chỉ thua bộ đôi nguyên thủy Primal Groudon và Primal Kyogre, vị thần ánh sáng Ultra Necrozma, đấng toàn năng Arceus và Complete Form Zygarde. Tức là chúng ta có thể nói Eternatus đang đứng ngang hàng với các vị thần tối thượng của thế giới Pokemon. Special Attack 145, HP 140, Speed 130, các chỉ số phòng thủ 95 và cuối cùng là Attack 85. Những con số khiến mọi đối thủ phải run sợ. Chính vì vậy nên ability duy nhất của vị thần này cũng là Pressure. May mắn là chỉ là Pressure thôi đấy, chứ sở hữu một ability tốt hơn thì không biết sẽ như thế nào luôn. Không sở hữu ability độc quyền nào, nhưng Eternatus có đến hai chiêu thức chỉ dành riêng cho mình là Eternal Beam, chiêu thức thường có sức mạnh căn bản lớn nhất hiện tại của hệ rồng, và Dynamax Cannon, chiêu thức sẽ tăng gấp đôi sức sát thương khi tấn công các Pokemon đang hóa khổng lồ, chiêu thức được Pokemon này sử dụng để khắc chế chính cái hiện tượng mà mình gây ra. Chứ dừng lại ở đó, hình dạng Eternatus chúng ta thường thấy không phải là hình dạng thật tối thượng của Pokemon huyền thoại này. Khi trở lại hình dạng tối thượng Eternamax Eternatus, tất cả 897 Pokemon còn lại đều phải bước xuống để nhường vị trí Pokemon mạnh nhất cho Eternamax Eternatus với tổng chỉ số căn bản là 1125, phá vỡ mọi giới hạn từ trước tới giờ của thế giới Pokemon. Tuy nhiên, sau sự kiện ngày đen tối nhất trong cốt truyện của game, thì Eternatus không thể nào lấy lại được hình dạng tối thượng của mình nữa. Nhưng dù có không thể trở lại hình dạng mạnh nhất, Eternatus đã nhanh chóng bị cấm toàn tập khỏi các giải đấu PvP. Đúng là kẻ phá vỡ giới hạn, Eternatus, Pokemon mạnh nhất hệ độc nói riêng và cả thế giới Pokemon nói chung. Và đó là top 10 Pokemon hệ độc mạnh nhất ở thời điểm hiện tại theo ý kiến và nhận định của bọn mình. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về 10 cái tên trên? Liệu nếu Eternatus không bị cấm khỏi các giải đấu và các bạn phải đối đầu với Pokemon huyền thoại đó, thì các bạn sẽ làm như thế nào khi hiện tại không hề có tiến hóa Mega, Primal và các tuyệt kỹ Z? Hãy cho bọn mình biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy cho bọn mình một like, share và subscribe cho PAG Center nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. GG, everyone!